hell? Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. Chào mừng các bạn đến kênh Văn Tới Calisthenics. Như các bạn đã thấy ở đầu video thì nội dung của video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 skill cực kỳ ngầu của calisthenics, nhưng mà nó có độ khó vừa phải. Nếu như bạn là người chưa tập calisthenics hoặc bạn là người mới bắt đầu á, thì nhìn có thể bạn chưa phân biệt được những thứ gì gọi là rất khó và những thứ gì bình thường nhưng mà nó lại ngầu. Thì hôm nay mình sẽ chỉ với bạn cái mảng này nè, những thứ mà bạn có thể chinh phục được một cách dễ dàng nhưng nhìn nó cực kỳ ngầu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết của video hôm nay, 5 skill có độ khó trung bình nhưng siêu ngầu của calisthenics. Skill đầu tiên, Human Flat. Mới nhìn thì chắc chắn ai cũng nghĩ đây là skill khó nhất và nặng nhất của calisthenics, nhưng thực chất nó chỉ có độ khó trung bình. Mấu chốt của việc tập Human Flat đó là bạn kết hợp giữa việc kéo của bàn xô và cánh tay ở phía trên và đẩy ở phần vai ở phía dưới, kết hợp lực hông thì bạn sẽ nhấc người mình lên được. Trong động tác này thì lực sẽ dồn chủ yếu phần thân trên, đặc biệt sẽ là phần cổ tay và vai của bạn, nên các bạn phải khởi động thật kỹ hai phần khớp dễ chấn thương này. Phần cổ tay thì mình đã có link hướng dẫn khởi động ở phần bên dưới, còn vai của bạn thì các bạn phải xoay thật kỹ. Sau đó có thể thực hiện một số động tác đơn giản, ví dụ như là hít đất hoặc trồng chuối dưa tường. Tuy nó có độ khó không cao nhưng chấn thương nó để lại thường rất nặng, nên các bạn phải khởi động thật kỹ. Đầu buổi các bạn sẽ tập bài Human Flat, nhưng phần thân dưới của chúng ta sẽ giữ ở tư thế side plank, giúp cho các bạn làm quen với cảm giác Human Flat, nhấc một chân lên để tăng độ nặng cho động tác. Nếu như bạn cảm thấy quá khó thì bạn có thể để hai chân ở bên dưới. Nhớ kéo lưng của mình đúng với tư thế Human Flat như mình đã trình bày ở đầu video. Bài này các bạn sẽ thực hiện 6 lần, mỗi lần giữ tối đa thời gian. Bài tiếp theo các bạn tập sẽ là bài One Arm Scapular Stretch. Một tay các bạn tựa vào cột để cố định toàn bộ thân người, một tay các bạn sẽ nắm thanh xà. Lúc kéo các bạn dùng tay nắm trên thanh xà kéo người mình nghiêng hẳn sang một bên, còn tay giữ cột thì các bạn giữ cố định thân người. Như vậy phần lưng xô của bạn nó sẽ hoạt động đúng như lúc các bạn đã Human Flat. Phần lưng xô của bạn sẽ là phần thực hiện động tác tránh cong ở phần tay. Bài này khi các bạn tập nó sẽ phát triển sức mạnh cho phần lưng xô của bạn, sau này các bạn có thể Human Flat một cách dễ dàng. Lưu ý của nó đó là khi tập các bạn phải giữ toàn bộ người của mình trong một mặt phẳng. Sau này khi lên Human Flat thì các bạn có thể thăng bằng được. Nếu như các bạn nghiêng, sau này lên Human Flat các bạn có thể xoay và không thể thăng bằng. Để tăng độ khó cho động tác, nếu như các bạn đã khỏe thì các bạn sẽ đưa tay trụ lên cao và đưa tay nắm lại gần. Lúc này thì khi các bạn kéo lên thì người của bạn được kéo lên rất cao. Bài này các bạn sẽ thực hiện 4 set, mỗi set mỗi bên 4 cái. Bài vừa rồi nó sẽ giúp cho các bạn khỏe ở phần kéo, giúp cho bạn có thể kéo lên Human Flat được, nhưng phần trụ ở dưới cũng cực kỳ quan trọng. Để bổ trợ sức mạnh cho phần trụ thì các bạn tập bài Wall Handstand. Chúng ta sẽ thực hiện hai biến thể thứ nhất là biến thể thông thường, biến thể thứ hai đó là các bạn tập nghiêng về một bên. Khi bạn tập nghiêng về một bên, lực nó sẽ dồn tương tự như lúc các bạn đang Human Flat. Lúc này thì vai của bạn nó sẽ dần đủ khỏe để sau này lên Human Flat khỏi có bị chấn thương. Với những bạn mới thì các bạn giữ Wall Handstand mỗi lần 10 giây, còn nếu như bạn đã khỏe thì bạn giữ từng bên một, tổng thời gian cũng là 10 giây và thực hiện 4 hiệp. Tiếp theo các bạn tập Archer Pull Up để tăng sức mạnh cho phần lưng xô của mình. Bài này các bạn thực hiện mỗi bên 4 cái. Thường thì mình sẽ kéo Archer mỗi bên 2 cái, sau đó mình sẽ thực hiện thêm 2 cái Pull Up thường. Bài này các bạn cũng thực hiện 4 hiệp. Thời gian nghỉ của tất cả các bài trong cách tập này là khoảng cỡ từ 2 cho đến 3 phút. Cuối buổi thì các bạn sẽ tập bài Pike Push Up để bổ trợ thêm sức mạnh cho phần cơ vai của mình, để giúp cho nó chống, giữ ở dưới khỏe hơn. Với bài này thì các bạn tập khoảng cỡ 8 rep cho mỗi set và thực hiện cũng là 4 set. Và tương tự nghỉ 2 cho đến 3 phút giữa các set. Sau khoảng cỡ từ 3 cho đến 4 tuần tập luyện theo phác đồ trên thì các bạn có thể thử sức của mình ở tư thế thức Human Flat tương tự như ở đây. Sau khi nếu như các bạn đã làm được tư thế thức Human Flat thì cứ áp dụng tiếp tục chương trình này, và sau đó các bạn có thể thử ở các tư thế ví dụ như là kéo lên full như là ở đây. Skill tiếp theo là Back Lever. Skill này thực sự không khó, nó chỉ cần lực ở phần vai cũng như là một ít lực ở phần lưng dưới của bạn, bởi vì có tư thế bẻ người ra phía sau nên nhìn trông rất ngầu, nhưng thực sự độ khó nó không cao. Sau khi đã khởi động xong, chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập với bài thức Back Lever, bẻ người của mình ra phía sau ở tư thế con người. Bài này nó sẽ giúp xây dựng sức mạnh của phần vai và vai của bạn sẽ làm quen với việc bẻ về phía sau. Nếu như các bạn đã có thể giữ được khoảng cỡ 10 giây thức như trên thì có thể giữ Advanced thức như trên hình để tăng sức mạnh cho phần vai. Bài này các bạn thực hiện 6 lần, mỗi lần đều giữ tối đa thời gian và nghỉ giữa các lần 3 phút. Bài thứ hai của buổi tập Back Lever sẽ là bài Bushido Push Up.
Bài này nó sẽ giúp phát triển sức mạnh của phần vai của bạn, đặc biệt là phần vai trước, giúp cho các bạn giữ back lever một cách dễ dàng. Xưa thì mình chỉ tập bài này thôi đã có thể lên back lever. Với bài này trong buổi các bạn tập 4 hiệp, mỗi hiệp khoảng 8 cái, người giữa hiệp 2 cho đến 3 phút. Bài thứ 3 sẽ giúp cho các bạn tăng cường cảm nhận của phần lưng dưới trong back lever, giúp cho người của bạn được dư thản khi thực hiện động tác. Các bạn bắt đầu với tư thế nằm trên ghế, giữ cho gối của mình vuông góc với mặt đất, sau đó duỗi chân của mình thẳng ra. Cảm nhận cho lưng của mình thẳng, giữ toàn bộ thân người của mình thống nhất và thực hiện 5 lần cho mỗi hiệp. Thực hiện 4 hiệp, nghỉ 2 phút. Skill thứ 3, Walk Air. Chỉ cần các bạn kéo xà được khoảng cỡ 10 cái thì hoàn toàn có thể thực hiện được skill này. Đó là form kéo xà của Walk Air. Lúc các bạn kéo thì các bạn không ưỡn ngực và giữ cho toàn bộ thân người của mình thẳng, để cho người của bạn trông nó vững hơn. Đừng kéo form như thế này, nếu như các bạn ưỡn ngực kéo form như thế này thì khi các bạn bước trông sẽ rất dị. Ví dụ như là ở đây, người của bạn nó sẽ bị cong và trong những bước chân của bạn nó không có thật nữa. Vì vậy khi kéo các bạn phải giữ người của mình thẳng, như vậy sẽ là ổn định, bước chắc chắn hơn. Thêm một tip nữa, đó là khi các bạn bước, bàn chân vuông góc với cẳng chân và hướng thẳng về phía trước. Như vậy bước đi của bạn trông rất là vững và nó sẽ thật. Đừng chọt thẳng mũi chân của mình xuống đất, như vậy thì trông sẽ giống múa ba lê và bước chân của bạn trông rất là eo lả. Đây sẽ là 3 bước thực hiện combo vừa rồi. Bước 1, side step. Đầu tiên các bạn kéo xà lên, thực hiện những bước chân đầu tiên, kéo lên và giữ cho toàn bộ thân người của mình thẳng, đưa một chân sang một bên và đưa cho còn lại theo. Nhớ giữ hông của bạn thẳng, chỉ cần giữ hông của bạn thẳng thì sẽ là được. Khi bạn bước đi đâu thì kéo tay về phía đó, như vậy bước chân của bạn sẽ hài hòa. Bước thứ hai, bước lên trên về phía trước. Lúc bước lên thì các bạn bước thẳng, lúc xuống thì các bạn bước chéo. Bước thứ ba, các bạn thực hiện bước vòng tròn. Đầu tiên các bạn đưa hai chân của mình ra để lái nhịp, sau đó khép lại. Tiếp theo các bạn lái chân phải bước về phía bên trái và lái chân trái thực hiện bước tiếp theo. Tổng số bước sẽ là 5 và về vị trí bắt đầu. Sau khi về vị trí bắt đầu, các bạn lại ban hai chân của mình ra nữa và tiếp tục lái được nhịp và thực hiện tương tự. Khi thực hiện nhanh thì nó sẽ trông như thế này. Sau khi đã thành thục các động tác và kết hợp với back lever thì các bạn cũng có một skill khá là ngầu. Skill tiếp theo là handstand push-up, tức là trồng chuối hít đất. Bài này thì trông cực kỳ khủng khiếp luôn, nhưng mà thật sự nó không có khó. Bài này thì nếu như bạn tập chăm thì khoảng cỡ từ 4 cho đến 6 tháng thì đã có thể hoàn thành được. Điều tiên quyết để tập được bài này là các bạn đã có thể tòng chuối được khoảng cỡ từ 6 cho đến 10 giây. Bắt đầu buổi tập, các bạn bắt đầu với bài handstand push-up ở thể negative, thả từ trên xuống để tăng cường sự ổn định trong lúc các bạn thả xuống và giúp phát triển sức mạnh của phần vai. Đầu buổi các bạn thực hiện 6 hiệp và mỗi hiệp các bạn thực hiện 5 rep. Bài thứ hai của buổi tập, các bạn sẽ tập bài Benham Handstand. Với bài này nó sẽ giúp phát triển sức mạnh của phần vai của bạn cực kỳ tốt. Đồng thời lúc các bạn xuống thì sẽ không bao giờ ngã nữa, bởi vì đã quen với cảm giác thăng bằng này rồi. Bài này các bạn thực hiện 4 hiệp, mỗi hiệp đều giữ tối đa thời gian mà mình có thể. Bài thứ ba của buổi tập thì các bạn sẽ giữ handstand. Bài này thì cũng giống với bài trước, nó sẽ giúp cho các bạn tăng sự ổn định của động tác, giúp cho các bạn vững hơn, khó té hơn. Mấu chốt của handstand push-up nó nằm ở thăng bằng. Nhớ củng cố thăng bằng của mình thật kỹ thì các bạn sẽ tập rất là nhanh. Tương tự như khi nãy, các bạn cũng giữ 4 lần, mỗi lần đều tối đa thời gian và nghỉ giữa các lần khoảng cỡ từ 2 cho đến 3 phút. Cuối buổi thì chúng ta sẽ tập bài pad push-up. Tư thế vai, tư thế chuyển động của hai bài này rất giống nhau, vì vậy bài pad push-up sẽ hỗ trợ khá là tốt cho bài handstand push-up. Bài này các bạn lựa form sao cho mình thực hiện tối đa được 6 rep và thực hiện 4 set. Và đây là skill thứ 5, freestyle push-up. Để bắt đầu tập luyện freestyle push-up thì đầu tiên các bạn hít đất được khoảng cỡ 15 cái hít đất chuẩn form. Và sau đó các bạn chuyển qua biến thể khó hơn, đó là explosive push-up. Nâng dần độ cao của mình theo thời gian để cho cơ và khớp của bạn đủ khỏe để có thể thực hiện những biến thể khó hơn.
Đây sẽ là một số biến thể chính. Đầu tiên, khi tay của bạn đã bật đủ cao thì chuyển qua Superman push-up, tức là hít và đưa toàn bộ thân người của mình lên luôn. Sau khi đã thực hiện xong Superman thì các bạn bắt đầu thực hiện vỗ tay 2 cho đến 3 cái. Ở đây thì đang trình bày vỗ tay 3 cái. Tiếp theo nữa đó là chạm chân. Mình nói trước đây là những biến thể khó và là những biến thể nền tảng trong freestyle push-up. Và cuối cùng sẽ là cookie push-up. Sau khi kết hợp những động tác này với nhau thì các bạn sẽ có combo vừa rồi. Các tập chi tiết các biến thể về freestyle push-up thì mình để có link ở bên dưới. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feel?